Thưa quý vị và các bạn, vừa qua một số cơ quan báo chí phản ánh việc công ty cổ phần Nam Núi Chúa giăng lưới tại khu vực Bãi Bà Điên thuộc vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, ngăn cản quyền tiếp cận biển của người dân. Do đó, sáng qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra nội dung mà báo chí phản ánh. Theo báo cáo của đại diện công ty cổ phần Nam Núi Chúa, chiều dài cách ngang mặt biển Bãi Bà Điên tiếp giáp với khu nghỉ dưỡng của công ty dài 230m và công ty đã lắp đặt lưới chắn rác dài hơn 150m, độ sâu 50cm. Khoảng hở còn lại, các ghe thúng không có gắn động cơ vẫn có thể ra vào Bãi Bà Điên. Việc mà hoạt động thì ban ngành đoàn thể từng quý, từng kỳ đều có kiểm tra định kỳ hết. Cái vấn đề về quản lý thì không thể nào buông lỏng. Đều phải có kế hoạch trong một năm hoặc một quý là mình đều có những cái cuộc kiểm tra định kỳ. Cơ chế của vườn thì đến hôm nay thì mình vẫn phải tuân thủ theo những cái cơ chế chính của vườn đưa ra. Tổ kiểm tra đã ra toàn khu vực đang lắp đặt lưới chắn rác để kiểm tra thực tế. Theo ghi nhận, việc lắp đặt lưới nhằm mục đích chắn rác bảo vệ môi trường biển và rạn san hô không ảnh hưởng đến quyền tiếp cận biển của người dân. Việc lắp đặt lưới chắn rác đều có sự phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Núi Chúa và chính quyền địa phương và tuân thủ quy chế quản lý khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Núi Chúa. Và thực tế sáng nay chúng ta cũng đã đi kiểm tra và thấy rằng là cái việc giăng phao tại cái bãi Bà Điên, giăng lưới tại bãi Bà Điên là nhằm mục đích chắn rác vì nó không ngăn cấm cái quyền tiếp cận biển của người dân. Tàu thuyền như chúng ta đi từ sáng giờ thì vẫn ra vào bình thường, không có cái sự ngăn cấm nào. Và hiện nay thì nhờ tác dụng của cái lưới chắn rác này mà bãi Bà Điên thì rất là trong sạch. Tổ kiểm tra đề nghị công ty cổ phần Nam Núi Chúa phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa thực hiện nghiêm quy chế phối hợp để bảo vệ môi trường biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện vận chuyển khai thác dịch vụ biển tránh xảy ra sự cố gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường biển. Phía Vườn Quốc gia Núi Chúa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan điều chỉnh, xây dựng quy chế phối hợp sử dụng mặt nước biển trong khu bảo tồn biển, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển.